dài không, chỉ có chụp mà thank you.
Hôm nay ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tuất, dương lịch là ngày 16 tháng 12 năm 2018, tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán, được sự cho phép của quý thầy chủ trì bản từ, ông bà Phạm Văn Phúc, Lương Thị Hường và ông bà Thi Phú, Phạm Thị Lệ, trang trọng tổ chức lễ chúc phúc cho hai con là Thi Huy Tuấn và Phạm Mỹ Ngọc. Nhận lời cảm thỉnh và lời mời trân trọng của gia đình, thời gian này quý thầy, các cụ, các quý vị Phật tử, các vị tân khách, gia đình nội ngoại, bạn bè gần xa đã hoan hỷ quan lâm vân tập lễ trường, chúc phúc cho đôi tân lang và tân nương. Ban tổ chức chúng con vô cùng cảm xúc, xin cung kính giới thiệu. Đại đức Thích Thanh Quang, chủ trì chùa Phúc Lâm Tiên Quán là chủ lễ của lễ chúc phúc ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chúc mừng ông. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa các cụ, các quý vị, ban tổ chức cũng vô cùng vui mừng được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cụ thái công lão bà, các bác, các cô chú, các anh chị là quý Phật tử, là lãnh đạo địa phương, người thân, bạn bè của hai gia đình và của hai bạn Thi Huy Tuấn và Phạm Bích Ngọc. Xin một tràng pháo tay để chào đón các cụ, các quý vị. Xin các cụ, các quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để chào đón hai bạn Phật tử Thi Huy Tuấn và Phạm Bích Ngọc nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Nhanh chân đi sự tiệc cưới đi anh em ơi. Hiếm có một đôi tân lang tân nương nào lại có được một buổi lễ chúc phúc đặc biệt như ngày hôm nay với khung cảnh rất đẹp của chùa Phúc Lâm Tiên Quán. Và chúng con nói vui với nhau là đến đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng phải quyết tâm giành cúp để chúc phúc cho các bạn nữa. Nếu tôi đám cưới nào một cả nước ra đường để ăn mừng thì rất là vui. Trong giây phút này đây, các bạn sẽ vô cùng xúc động, vô cùng cảm xúc để nói lên những tâm sự, những chia sẻ của mình trong buổi lễ chúc phúc ngày hôm nay. Nhưng mà qua đến New York 3 năm trước thì quen được Ngọc rồi cảm thấy rất là hợp, giống như là có nhân duyên trước trước. Tôi rất được cô ý tới tình của Ngọc thì rất là hiếu thuận và cũng rất là siêng năng, lễ phép, và tụi con tìm thấy được cái điểm chung. Thì năm ngoái con có về xin phép bố mẹ với ba má để được cầu hôn với Ngọc. Nhưng là con xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các thầy ở đây, tất cả ông bà, ba má, bố mẹ và các bạn bè đến chúc phúc cho tụi con. Con cũng xin chúc mọi người, gia đình mọi người, mọi các thầy sức khỏe dồi dào và mọi điều hạnh phúc.
đẽ này thì con thấy là cảm kích vô cùng là mãn nguyện, bởi vì con với anh Tuấn là muốn đi du học từ rất là lâu rồi, thì bọn con là rất là yêu thích cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam, thế nên là có ý nguyện là muốn tổ chức lễ chúc phúc ở trong chùa, thì đã được bố mẹ và thầy là đi theo yêu cầu, là rất là một buổi lễ vô cùng trang trọng. Thế nên là bản thân con thì cảm thấy rất là may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống Phật giáo là nòng cốt. Từ nhỏ thì bố mẹ đã gửi con và em Lộc là em trai con vào chùa để làm con nuôi của thầy và để nương tựa và tam bảo. Thì bố mẹ cũng như là thầy đã dạy con rất là nhiều điều hay lẽ phải, rất là nhiều cái giá trị đạo đức vô cùng tích cực và tiến bộ của từng Phật giáo, trong đó là có tính hướng thiện, có sự bình đẳng giới, có lòng hướng thẳng và vân vân. Nói chung là rất nhiều cái giá trị đạo đức tốt đẹp mà góp phần hình thành lên con người của con, để con đi dù là đi rất xa nhưng mà giá trị đấy vẫn luôn là ở bên con. Bố mẹ con thì hồi xưa đi thì lúc nào cũng nói với con là mỗi khi sợ hãi là niệm Phật thì mọi thứ là sẽ vượt qua. Con cũng có lòng tin vào Phật giáo cũng nhiều như bố mẹ, nên là con cũng rất là tin vào nhân duyên. Vì thế nên là lúc mà con gặp được anh Tuấn thì chú rể ngày hôm nay thì con nghĩ không chỉ là một sự tình cờ, mà con nghĩ rằng là chúng con đã có nhân duyên từ lâu và Đức Phật đã chỉ đường trợ duyên cho chúng con gặp nhau. Dù mới gặp nhau nhưng mà con đã cảm nhận như là người quen từ lâu rồi, nhưng mà hai người tri kỷ lâu ngày chưa gặp nhau và bây giờ được gặp lại. Thế nên là con cảm thấy rất là may mắn khi tìm được một người bạn đời vô cùng phù hợp. Vì thế nên là con rất là tự hào khi được giới thiệu anh Tuấn với cả thầy cũng như là bố mẹ, vợ và ngoại. Và chúng con là xin hứa là sẽ sống tốt đời đẹp đạo, sống hướng thiện theo giáo lý của Phật giáo và những lời gian dạy của ông bà và bố mẹ. Con nhớ khi hồi bé bà có một ước mơ là con đi xe máy về nhà rồi là kiếp một cái, rồi là hỏi bà là bà muốn ăn gì để con đưa bà đi mua. Bây giờ thì con đi nước ngoài đâu rồi, nhưng mà về nhà thì bà hỏi bà muốn ăn gì thì bà không thích ăn gì cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý thầy, kính thưa các cụ, các vị đại biểu, các quý, kính thưa quan viên hai họ và bạn bè của hai con. Sau một thời gian gặp gỡ tìm hiểu, hai con Thiêu Uy Túng và Phạm Đức Ngọc đã có tình cảm quý mến, yêu thương thì trọn đời gắn bó với nhau. Được sự đồng ý của đôi bên gia đình, hôn lễ của hai con được tổ chức với lễ chúc phúc ngày hôm nay tại Hương Yên và lễ thành hôn vào ngày 12 tháng 11 tới đây tại Lâm Đồng. Thưa anh chị Sư, từ Lâm Đồng xa xôi ra Bắc, vì thời gian eo hẹp, chúng tôi không giúp gì được anh chị trong công tác chuẩn bị. Lại được anh chị và họ hàng nhà gái đón tiếp trọng thị khiến tôi rất vui. Vợ chồng chúng tôi xin cảm ơn anh chị đã có công lao sinh thành nuôi dạy con gái Phạm Bích Ngọc, khôn lớn trưởng thành, nay cho về làm con dâu của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ luôn quý mến, yêu thương con dâu như con gái của mình. Đồng thời gia đình cũng trân trọng gửi gắm con trai Thi Quê Tuấn tới làm con rể của anh chị. Mong anh chị cũng quý mến và yêu thương con rể như chúng tôi yêu thương con dâu Phạm Đức Ngọc. Kính bạch quý thầy, từ chiều qua và sáng nay khi tới chùa Phúc Lâm Thiên Quán, nhìn, nghe và cảm nhận sự quan tâm chăm lo của các thầy, các Phật tử địa phương dành cho hai con khiến gia đình chúng con rất xúc động. Thay mặt cho hai bên gia đình, chúng con xin cảm ơn thầy chủ trì và tất cả quý thầy, quý Phật tử rất nhiều. Giờ thời khắc đặc biệt ý nghĩa này, hai bên gia đình xin hân hạnh được báo tin vui
về hôn sự hai con và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện quý thầy cùng toàn thể quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Trong thời khắc vô cùng ý nghĩa, trong không khí ngập tràn niềm hy vọng của toàn thể quý vị, trước sự chứng minh của mười phương chư Phật, thay lời cho toàn thể quý thầy, cha mẹ đôi bên, quan viên hai họ, thầy xin thân mến gửi tới hai con lời chúc phúc. Chúc các con trọn đời hòa thuận yêu thương, trăm năm mặn nồng chung thủy, để rồi quế khỏe trước sân sớm nở, chúc mang bên cửa lan đàn. Và cũng đặt niềm tin ở các con gắn giữ đạo nghĩa, là dâu thảo, là rể hiền, để làm tròn sự nghiệp giảng dạy con môn, đồng thời xứng đáng là người con của Phật, xứng đáng là người con của quý thầy. Hạnh phúc của hai con cũng là niềm mong muốn của quý thầy, của cha mẹ đôi bên và của tất cả mọi người hiện diện trong buổi lễ chúc phúc ngày hôm nay. Chúc các con thành công và hạnh phúc. Buổi lễ chúc phúc hôm nay, chúng con thích ký không chỉ dừng lại với ý nghĩa của một lễ cưới, một lễ chúc phúc, mà hơn thế nữa, đây còn là một bài học có giá trị đạo đức, nhân văn vô cùng ý nghĩa và sâu sắc đối với tất cả các cụ quý vị, những người hiện diện tại nơi đây, với những người bạn trẻ từ nhỏ đã sống tự lập xa nhà và ở những quốc gia có nền văn minh và hiện đại, nhưng vẫn luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, sự hiếu kính của ông bà cha mẹ, và đặc biệt là vẫn luôn yêu mến đối với những cái nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của chư tôn thiền đức Đa Hoan Hỷ Quang Lâm chứng minh, chúc phúc cho buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn với nguồn năng lượng vô biên của từ bi và trí tuệ. Ban tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn các cụ, các vị khách quý đã phân tập đạo tràng trợ duyên cho buổi lễ và mang đến một bầu không khí ngập tràn tình đạo vị và làm nên những dấu ấn không thể mở phai. Xin kính chúc chư tôn thiền đức, các cụ, các quý vị luôn hạnh phúc, an lạc, dễ hào quang của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Tát Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đà.